bạn cần một trợ thủ đắc lực trong những ngày mưa bão để việc la ủi quần áo trở nên dễ dàng hơn cũng như tuổi thọ quần áo trở nên cao hơn. Ok, vậy thì lựa chọn máy giặt sấy ngay thôi. Vừa giặt vừa sấy 2 trong 1, tiết kiệm chi phí không gian lắp đặt, tiết kiệm chi phí mua sắm và sử dụng. Với máy giặt sấy thì toàn bộ quần áo sẽ được làm sạch và sấy khô nhanh chóng, không cần phải lo lắng về điều kiện thất thường của thời tiết nữa nha. Tại MediaMarkt thì 3 thương hiệu máy giặt sấy đình đám không thể bỏ qua, đó là Electrolux, LG, Samsung. Máy giặt sấy LG với thiết kế sang trọng, bắt mắt, kiểu dáng lồng ngang nhỏ gọn, tiết kiệm không gian. Máy tiết kiệm điện, vận hành êm ái, giặt sạch hiệu quả nhờ công nghệ AIDD và công nghệ Inverter. Ngoài ra là hàng loạt công nghệ tiên tiến khác như công nghệ Sigmotion DD, công nghệ sấy gương tụ Eco Hybrid, công nghệ giặt Turbo Wash 360, công nghệ giặt hơi nước Steam Plus. Đến với MediaMarkt, bạn sẽ sở hữu ngay những chiếc máy giặt sấy với mức giá từ 10 tới 20 triệu đồng của thương hiệu LG. Nếu muốn giặt khối lượng lớn từ 9 tới 21 kg hoặc đa dạng chương trình giặt dành cho nhiều thành viên trong gia đình thì hãy lựa chọn ngay máy giặt sấy đến từ thương hiệu Samsung. Có quá trời công nghệ được tích hợp trên sản phẩm mà chúng ta có thể kể đến như bảng điều khiển thông minh AI Control, cảm biến giặt AI Wash, công nghệ giặt hơi nước Hisense Steam, công nghệ bong bóng siêu mịn Eco Bubber. Tất cả sẽ giúp bạn giặt quần áo nhanh chóng, sấy khô triệt để và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Máy giặt sấy Samsung cũng khá xịn sò nên giá sẽ nhỉnh hơn một chút, khoảng từ 15 đến 35 triệu đồng nha. Thời thượng, đẳng cấp chuẩn châu Âu thì không thể bỏ qua máy giặt sấy Electrolux. Máy có khả năng hòa tan nước giặt hiệu quả, hạn chế bột giặt bám dính quần áo với công nghệ Ultramix hay Ocomix và giặt nước nóng. Bên cạnh đó là công nghệ cảm biến SensorWatt, giặt hơi nước Vapeur diệt tác nhân vi khuẩn, gây dị ứng đến 99,9%. Công nghệ sấy ngưng tụ giúp tiết kiệm điện, nước và thời gian. Máy giặt sấy Electrolux trong tầm giá từ 11 tới 23 triệu khá phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình Việt, nên cân nhắc nha. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng, hãy lựa chọn cho mình những chiếc máy giặt sấy phù hợp để quần áo luôn sạch sẽ, thơm tho và không lo mưa nắng nha.